Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại trở lại với bài học mới. Và chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học là chủ đề về Giáng sinh, có nghĩa là Christmas hoặc là Sơn Thanh Chờ. Chủ đề là chủ đề. Chúng ta sẽ học một số những cái từ vựng cũng như là một số những cái câu trúc và những cái câu liên quan đến Giáng sinh. Hôm nay thì mình đi chơi Giáng sinh về. Xong là, nói chung là cũng có hứng nên là mình làm cái chủ đề này. Với lại nó cũng liên quan đến Giáng sinh nữa. Nên là mình cũng rất là thú. Rồi chúng ta sẽ vào bài học nhé. Rồi trước tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng ha. Từ vựng. Rồi chúng ta sẽ học một số những cái từ hoặc là tìm hiểu một số những cái từ hoặc những cái thuật ngữ mà liên quan đến Giáng sinh. Rồi từ đầu tiên của chúng ta có là Sơn Thanh Na Mù. Sơn Thanh Na Mù. Rồi, Sơn Thanh là Giáng sinh, Namu là hoặc là Noel, Namu là cái cây. Vậy ở đây chúng ta có thể hiểu là cây thông Noel. Rồi, Santa Claus, Santa Claus. Ở đây là ông già Noel, nó bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha là Santa Cruz, là chỉ về cái ông già Noel. Ông già Noel này thì các em nhỏ rất là thích. Mình cũng rất thích, tại vì sao? Tại vì cái người này là người như thế nào nhỉ? Mang quà cho các em nhỏ đúng không ạ? Ở đây mình rất là yêu thích ông già Noel, không biết là các bạn có yêu thích không. Rồi từ tiếp theo chúng ta sẽ có là nun. Nun. Nun có nghĩa là tuyết. 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 Ngoài ra nun ở đây còn có nghĩa là mắt, nhưng mà trong bài này chúng ta sẽ có nghĩa là tuyết. Từ tiếp theo Christmas. Sơn Thanh Chờ. Ở đây là hai từ riêng biệt ha. Từ Christmas là bắt nguồn từ từ Chris, từ Sơn Thanh Chờ là từ Giáng sinh, lễ Giáng sinh. Sơn Thanh Chờ từ này bắt nguồn từ tiếng Hán ha. Sơn Thanh Chía, nhưng mà ở đây nó là Sơn Thanh Chờ bắt. Tiếp mình có từ Santa Harabochi. Santa Harabochi. Harabochi là ông ha. Santa là ông già Santa, được chưa? Cái này là tên riêng ha. Các bạn đều biết là ông già Santa là ai rồi ha. Rồi, mình có từ tiếp theo là sân tặng. Sân tặng. Kiều huệ. Kiều huệ. Ở đây đều có nghĩa là nhà thờ hoặc là thánh đường. Ở đây các bạn phân biệt nhé. Những cái người mà ở bên đạo Tin Lành ấy, thì người ta sẽ đi nhà thờ gọi là sân tăng. Ở đây người ta không gọi là nhà thờ mà người ta gọi là thánh đường. Còn kiều huệ là nhà thờ ha. Ở bên những người mà theo đạo Thiên Chúa Giáo đấy thì người ta sẽ đi kiều huệ. Rồi, chúng ta có từ tiếp theo. Christmas 선물. Christmas 선물. 선물 là món quà ha, quà. Ở đây Christmas là Christmas đấy, là Giáng sinh. Đây là quà Giáng sinh. Chúc하다. Chúc하다. Chúc하다 là chúc mừng. Rồi, mình có từ tiếp theo là Misa. Ở đây mình sẽ có một số từ liên quan, nó là Christmas thì mình tách ra đây. Ở đây nó có là Misa là bắt đầu từ chữ Mass, cái Christmas đấy. Thì Mass là Misa ha, là lễ tế của người Công giáo. Rồi tiếp mình có từ Hananim. Hananim. Hananim ở đây là chỉ Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời đấy. Hananim. Hana là bầu trời, Hanim là kính ngữ. Người nào đó cộng với chữ Nim thì mình kính ngữ. Ở đây người ta nhắc đến là Chúa hoặc là Đức Giêsu đấy. Rồi Theonata. Theonata. Theonata là sinh ra. Sông Mô Maria. Sông Mô Maria. Sông Mô ở đây có nghĩa là thánh mẫu, có nghĩa là Đức Mẹ đấy ạ. Rồi Maria là tên riêng ha. Rồi đây là Sông Mô Maria là Đức Mẹ Maria. Rồi, sân bè, sân bè, sân bè ở đây là chén thánh. Sân bè là sân bè, nó ở trong tiếng Hán là sân bè, nó là cái chén thánh. Rồi, sơ mẹ là cái xe trượt tuyết đấy ạ. Sơ mẹ, sơ mẹ. Rồi, ru tu pu, ru tu pu, ru tu pu. Ở đây nó là từ tiếng Anh ha, là tuần lộc, con tuần lộc. Rồi, chư cấp tả, chư cấp tả. Sư cấp tả ở đây là Merry hoặc là chúc mừng, có nghĩa là chúc mừng. Nhưng Merry ở đây là mình sẽ dịch là chúc mừng Giáng sinh, nhưng mà đây nó là Giáng sinh vui vẻ. Ý nghĩa thật của nó là Merry là vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, Christmas.
Christmas, mình thêm chữ ơi ở đây nó là e ha, là của Giáng sinh, của Christmas có nghĩa là Chris ở trong tiếng tiếng Anh, nó là Chris, nó phiên âm sang, thì ở đây nó có nghĩa là Chúa cứu thế, hoặc là Đức Giêsu, hoặc là Chúa Cơ Đốc, có nghĩa là chỉ về Chúa Giêsu, cái tên riêng của Chúa Giêsu là Chris, Đức Chris, người ta cũng có thể gọi như vậy. Đó là một số những cái từ mà mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Giáng sinh, thì các bạn cố gắng dùng những từ này và mình có thể tự đặt câu ra, hoặc là mình có thêm cái vốn từ vựng để mình nói chuyện ha. Bây giờ mình sẽ mới Sao? nữa là một số những cái câu chúc liên quan đến Giáng sinh là sân thân chờ đệ thế e thế hàn re thế hàn chúc ha hanen mar sân thân chờ đệ thế hàn chúc ha hanen mar. Ở đây sân thân chờ là Giáng sinh, e thế hàn là về cái gì đó ha, danh từ cộng với e thế hàn. Rồi chúc ha ha ta là chúc mừng ha, ở đây người ta sử dụng định ngữ chúc ha ha nên mà mai ở đây là cái lời nói mà chúc mừng liên quan đến Giáng sinh, về Giáng sinh. Rồi bây giờ Một mình số sẽ đi những câu chúc nhá. Rồi câu đầu tiên chúng ta có là Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas có nghĩa là Giáng sinh vui vẻ, Merry Christmas. Rồi câu số 2 mình có là Sân thân chờ đệ chúc ha hâm nhị tạ, sinh thần chờ đấy chúc hàm gì ta, hoặc là người ta sẽ nói một cái cách kín ngữ hơn là sinh thần chờ đấy chúc ha từ điểm gì ta. Ở đây ví dụ như mình lịch sự hơn và mình muốn nói với người mà lớn hơn, hoặc là những cái người mà chức vụ cao hơn, hoặc là những cái người mà mình cần sự tôn trọng, thì mình có thể là chúc ha từ điểm gì ta. Rồi ở đây có nghĩa là chúc mừng Giáng sinh, chúc ha ta là chúc mừng ha, chúc mừng Giáng sinh. Rồi tiếp theo mình có câu số 3 là ta thức than sân thân chờ đấy bố nè kia bà làm bị ta ta thức than sân chờ đấy bố nè kia bà làm gì ta. Ở đây parata có nghĩa là cầu mong, hy vọng, chúc mừng ha, cầu mong, hy vọng, hoặc là mong. Rồi bố nè ta là trải qua, sân thân chờ là lễ Giáng sinh, các bạn đã biết rồi. Ta thức tha ta đây nó đã dùng định ngữ, nguyên thể của nó là ta tha ta là ấm áp. Vậy đây là cầu mong hoặc là chúc bạn trải qua một mùa Giáng sinh ấm áp. Ở đây ha, cái câu này nghĩa là như vậy. Mình sẽ phân tích từng câu từng từ ra thì mình sẽ hiểu ha. Rồi tiếp câu số 4 mình có là chơi cầu un sân thân chơi chúc bốc mạnh đi bà tử xế. Chư cầu un sân thân chơi chúc bốc mạnh đi bà tử xế. Ở đây chư cầu un là bắt nguồn từ chư cốp ta là vui vẻ, sân thân chờ là lễ Giáng sinh, chúc phúc ở đây là chúc phúc ha, chúc là chúc mừng ha, phúc là phúc, mà ni là nhiều, phó từ ha, bà tư xeo, bà tà là nhận, bà tư xeo xin hãy ha. Vậy đây là mình sẽ là chúc các bạn hoặc là chúc ai đó nhận được nhiều lời chúc phúc, Giáng sinh vui vẻ, đúng không ạ? Rồi câu số 5 mình sẽ có là sân thân chờ Christmas, sân mùa rơi mà ni bà từ xế. Ở đây mình có thể dùng sân thân chơi sân mùa, hoặc là Christmas sân mùa rơi mà ni bà từ xế cũng được ha. Nhưng mà thường người ta sẽ dùng cái từ Christmas Christmas sân mùa rơi mà ni bà từ xế. Có nghĩa là chúc bạn nhận được nhiều quà Giáng sinh. Hôm nay mình cũng chưa được nhận được quà Giáng sinh nữa, tại vì ông già Noel tệ quá. Dẫn đi chơi nhưng mà không có mua quà, nhưng mà nó cũng ok, không sao hết. Rồi câu tiếp theo câu số 6 ha, cái này mình đánh số sai không sao hết. Rồi mình sang câu số 6, hen bốc khăn sân thân chờ đi à thuế kia bà làm gì ta, hoặc là Christmas ga thuế kia bà làm gì ta. Ở đây là hen bốc khăn Christmas ga thuế kia bà làm gì ta. Ở đây mình có thể dùng từ sân thân chơi thì mình sẽ dùng trợ từ y, còn Christmas thì mình sẽ dùng trợ từ ga ha. Rồi vì sao thì các bạn học qua các bạn cũng biết nhá. Rồi hạnh phúc ha ta có nghĩa là hạnh phúc. Rồi ở đây là sân thân chơi là lễ Giáng sinh, hoặc là Christmas là Giáng sinh. Thuế kia tuê ta là trở thành ha, được ha. Đây para ta nãy mình giải thích rồi là mong muốn, cầu mong ha.
Vậy là cầu mong bạn sẽ có một cái mùa Giáng sinh hạnh phúc, được chưa ạ? Ở đây cái câu này nghĩa là như vậy. Dung của chúng ta học nó chỉ đơn giản như vậy thôi, và hy vọng là cái bài học sẽ giúp ích được cho các bạn, cũng như là cho các bạn một số những cái từ vựng, cũng như là một số những cái câu mà mình có thể nói vào dịp Giáng sinh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bài học tiếp theo, và hy vọng các bạn sẽ like hoặc là share hoặc là follow trang của mình, và có thể chia sẻ video cho nhiều bạn cùng học. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Từ đó chú xó xó cảm giảm nhì tạ. Rồi, hẹn gặp lại tô màn này ạ. Bye bye.